Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn một cái gọi là cách nâng cấp cầu thủ trong The Rich Soccer 2020 hiệu quả nhất và đơn giản nhất, cũng như là không để các bạn không bị tốn kim cương nhá. Thì mình cái video về cái vấn đề về tốn kim cương thì mình sẽ nói luôn ở video này. Thì cái vấn đề nâng cấp ở bản The Rich Soccer 2019 thì nó là cái điều khá là dễ dàng rồi. Còn bản 2020 thì chúng ta phải làm, ví dụ như là rất là, nói chung là nó không được nâng cấp các cầu thủ mà mình yêu thích, và chúng ta sẽ phải nâng cấp bằng huấn luyện viên này, đây Quas này, hay là chúng ta nâng cấp từng cầu thủ một, thì cái vấn đề mình sẽ nói sau này. Ok, thì như các bạn đã thấy thì cái đội hình này do mình cày đúng khoảng cái này là 4 ngày anh em ạ, 4 ngày thì được đội hình này, anh em thấy ok không? Cái cách này thì mình đã hướng dẫn anh em trên kênh ở trong video nha, anh em có thể tìm lại trong kênh HPT Gamer này của mình. Thì cách nâng cấp đó là gì thì chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay luôn nhé. Thì ở trong bản The League Soccer 2020 thì khi vào nâng cấp cầu thủ thì chúng ta sẽ có phần này này, Quad này, nghĩa là nâng cấp bằng huấn luyện viên đấy. Còn tiếp theo chúng ta sẽ nâng cấp bằng từng cầu thủ này. Thì mình khuyên anh em luôn, ở cái phần nâng cấp bấm vào cầu thủ rồi anh em nâng cấp này thì anh em không nên nhá. Và tại sao lại không nên như vậy? Thì khi nâng cấp cầu thủ thì chúng ta, cái anh em để ý nhá, khi cái nâng cấp cái này thì chúng ta được cộng 1 này, cộng 2, cộng 3 chỉ số ạ, nó cộng luôn. Ví dụ từ 81 cộng 1 thì lên 82, cộng 2 lên 83, cộng 3 thì lên 84. Thì cái này nhá thì nó lên rất là nhanh luôn, nhưng mà anh em chú ý nhá, cái phần mét này này đấy, nó chỉ được 1 mét thôi. Anh em hiểu 1 mét là gì không? Nghĩa là 1 mét là một trận đấu. Thì rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao là khi nâng cấp cầu thủ thì một phát nó lại về chỉ số gốc luôn, nghĩa là một trận chơi ấy, thì nó sẽ quay trở về vị trí gọi là chỉ số gốc luôn đấy. Thì anh em để ý về cái chữ này, nó chỉ tương thích cho một trận đấu thôi. Còn hết một trận đấu, dù anh em có nâng cấp đến 10 vàng cộng 3 lên thì nó quay một trận đấu thì nó quay về đúng 81 chỉ số cũ, chỉ số gốc của nó. Đấy là cái điều không nên, mình khuyên anh em nhé. Cái phần này mình phải nhắc lại anh em lần nữa là phần này nếu mà anh em mà nâng cấp cái này thì anh em chỉ tốn kim cương thôi, mà kim cương được kiếm rất là khó, nên là cái này thì mình xin khuyên cáo anh em là không nên nâng cấp bằng cái này. Thì cái này thì nó tốn kim cương này, vừa chơi là cái gì, một trận đấu thì nó cũng không đáng là gì cả, nên là anh em không nên sử dụng cách này nhá. Ok, cách thứ hai là cái phần nâng cấp bằng huấn luyện viên này. Cái này thì chúng ta sẽ không chọn được cầu thủ mà mình muốn nâng cấp là gì, cái này chúng ta chỉ nâng cấp mà nó nâng cấp cái nào thì mình nâng cấp như thế. Và cái thẻ này thì mình kiếm ở đâu thì chúng ta sẽ từ đã mình sẽ nâng cấp hết cái này đã nhá. Mình nhận đầu tiên, cái đầu tiên đó là Texico này là kỹ thuật nhá, nâng cấp về kỹ thuật này. Ở cái này thì mình có 6 thẻ, một cái này nâng cấp một player này, hai player này đấy. Cái này phần tiếp theo đó fitness này nghĩa là phần kỹ thuật này, phần sức khỏe em nhá, nghĩa là sức khỏe của cầu thủ này. Cái này thì mình chỉ có một thẻ nâng cấp player, 5 thẻ nâng cấp một player thôi. Còn dưới này là quá rõ ràng rồi, goalkeeping nghĩa là nâng cấp thủ môn. Ok, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cho anh em trước nhá, rồi mình sẽ nói đến tại sao để có làm sao để kiếm được cái thẻ như thế này. Đầu tiên thì anh em hãy, đây mình sẽ nâng cấp kỹ thuật nhá, mình sẽ nâng cấp một phát hai cầu thủ luôn, sẽ như thế nào, một cái hai cầu thủ này. Đấy, mình sẽ nâng cấp được Gabriel Jesus và một cầu thủ này thì mình không muốn nâng cấp, nên là đấy mình chỉ hướng dẫn như vậy thôi. Còn những cái mình sẽ để dành những cái phần để nâng cấp này để mình nâng cấp những cầu thủ mình yêu thích cơ, lúc nào mình đủ đội hình thì mình nâng cấp cơ. Còn cái gì nhỉ, cách để kiếm cái thẻ này thì nó rất là dễ, nghĩa là mình vừa nghĩ ra một cách đơn giản nhất anh em ạ. Cái này thì có thể những anh em nào, một số anh em biết rồi, còn một số anh em chưa biết thì chúng ta sẽ xem video ngày hôm nay. Để kiếm được cái thẻ này thì anh em, cái này nó sẽ xuất hiện trong việc mua bán cầu thủ nhá. Khi mua bán cầu thủ đây, ví dụ mình sẽ bán một cầu thủ thấp nhất, chỉ số thấp nhất của mình đi, cầu thủ CB 1m58 này, chỉ số 58 này. Đây mình sẽ bán một cầu thủ này đi, vì CB thì mình vị trí trung vệ thì mình đã có Ramos và Virgil van Dijk rồi. Khi bán anh em bán nó thì ở cái đơn list soccer 2020 thì nó sẽ không được vàng nhá, cái này nó sẽ không được vàng. Nó sẽ nâng, nó khi bán cầu thủ thì anh em nó phần technical code này, nghĩa là vừa nãy mình nói đó là về phần kỹ thuật nhá. Còn fitness này thì nó là phần sức khỏe thể lực. Thì anh em nào muốn nâng cấp cái gì thì muốn thể nâng cấp cái gì thì anh em bán vào cái đấy nhá. Ví dụ là mình muốn nâng cấp sức mạnh này thì mình sẽ mua cái fitness này, mình bấm cái fitness này
thì chúng ta tí nữa chúng ta sẽ có một cái thẻ đó là nâng cấp về sức khỏe. Vừa nãy ạ, vừa nãy thì mình chưa nâng cấp, vừa nãy mình nâng cấp kỹ thuật, nhưng mà mình thích cái này hơn, cái fitness này mình nâng cấp sức khỏe hơn, thể lực hơn, để cho nó đá nó hay, nó đỡ bị tốn thể lực anh em nhé. Đây, fitness mình sẽ bán vào đi. Đấy thì chúng ta sẽ được cộng một thẻ nữa. Tiếp theo mình sẽ bán một cầu thủ nữa anh em nhé, mình sẽ bán một cầu thủ nữa, 58 đi. Vị trí này mình cũng rất là nhiều rồi. Hay mình sẽ bán một cái, mình sẽ tìm cầu thủ nào đây. Hay bán cái này đi. Fitness bán nốt nha. Ok, như vậy là mình đã bán xong rồi. Vậy mà cứ như bán, cứ bán như thế thì chúng ta sẽ không đảm bảo được cái đội hình của mình. Thì làm sao để chúng ta có thể đó là chúng ta có thể đó là kiếm được cái thẻ đấy nhanh? Thì anh em có một cách nữa nha. Đó là anh em tìm trận đấu đi. Anh em ở cái thị trường chuyển nhượng này thì anh em hãy mua một cầu thủ nào mà chỉ số nó thấp nhất nhá. Thường thường là ví dụ là thủ môn á thì chỉ số nó rất là thấp, nên là mình nghĩ sẽ anh em nên mua thủ môn. Thì ở cái này thì cái nạo chỉ số 70 hơi cao một chút, nên là mình sẽ tìm một cái, đây mình sẽ tìm một mình sẽ thoát ra vào lại này, và mình sẽ tìm một cái thị trường chuyển nhượng mới, mình mua một cầu thủ. Ok, thì bây giờ mình vào mình sẽ tìm, nên là toàn chỉ số 70 thôi. Còn mình là nó đội hình của mình chỉ số nó cao rồi, nên là những cầu thủ thấp thì nó sẽ không có. Nên là mình sẽ mua, có lẽ là sẽ mua một cầu thủ chỉ số 70 nhá. Cái này thì cái nào nhiều tiền quá, không biết mua cái nào. Đây, cái GK này này, cùng chỉ số 70 thôi, nhưng mà tiền nó chỉ 520 thôi anh em nhá. Thì mình mua rất là tiếc tiền nhưng không sao. Ở video hướng dẫn này thì mình bắt buộc phải mua vì hướng dẫn anh em mà. Mình sẽ mua đi. Đấy, thì mua thì chúng ta không phải để dùng nhá. Mua xong cho chúng ta bán luôn. Mua cho chúng ta bán luôn này, đâu nhỉ? Đây thủ môn, đây. Chỉ số 70 liền. Đấy thì bây giờ mình sẽ bán bỏ cầu thủ chỉ số 58 đi. Đấy thì mình sẽ được một thẻ nâng cấp thủ môn. Đấy. Ok, như vậy anh em làm tương tự thôi. Ví dụ anh em đây. Mình sẽ tìm lại một cái ấy nữa, tìm lại một thị trường chuyển nhượng nữa. Cái này nhá, thì đơn giản là nói anh em chỉ cần mua xong anh em bán cầu thủ đi. Cứ lần nào mà anh em vào anh em nào có thấy cầu thủ này ít tiền nhất thì anh em mua. Mua xong bán thì chúng ta lại được một cái thẻ nâng cấp nữa. Đây cái này có chỉ số 66 này. Số 6 ít nhất này. Thì luôn mua luôn, hướng dẫn anh em mà kệ, tốn tiền thì tốn. Có chỉ số 66 rồi. Và chúng ta bán đi. 66 rồi thì mình lại bán cái thấp nhất đi. Mình sẽ bán cái 62 đi. Hay bán CV 62 đi. Thì mình lại bán cái này. Thì chúng ta lại có một thẻ nâng cấp nữa. Đấy, rất là nhanh thôi. Thì nó hơi tốn tiền một chút. Nhưng mà nếu anh em mà cái đội hình của anh em không ngon á, nghĩa là cái đội hình nó không được chỉ số cao như mình, thì nó sẽ có những cầu thủ mà nó chỉ số rất là thấp. Chỉ số rất là thấp thì tiền nó rất là ít, nên là anh em đỡ hơn. Còn mình là lên đội hình nó chỉ số nó cũng tập trung rồi, nên là toàn 70 thôi. Số tiền thường bỏ ra đó là 500 trở lên. Đấy thì anh em làm tương tự cho mình nhá. Thì khi em bán thì cái số thẻ đây, fitness của mình là vừa nãy là được 5 thẻ. Bây giờ thì mình đã có tận đó là 8 thẻ rồi. Như vậy là cộng được 3 thẻ trong 3 lần bán ấy. Bây giờ thì mình chỉ nâng cấp bình thường thôi. Ok, video của mình đến đây cũng chỉ muốn nói với anh em như vậy thôi. Có lẽ bây giờ mình sẽ nâng cấp một cầu thủ nữa. Mình sẽ nâng cấp một lần nữa cho anh em xem. Đây mình sẽ nâng cấp ở cái hai cái này đi. Nâng cấp hai cầu thủ luôn đi, kỹ thuật này. Đấy thì sẽ được đó là đây. Nâng cấp được Jordan Henderson và PT. Đấy. Tất cả video này mình muốn nâng cấp cho mình muốn nói với các bạn chỉ có như vậy thôi. Đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc nhá. Anh em thấy video của mình hay thì like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình. Ngoài ra hãy cho mình biết những ý kiến của anh em về cái video ngày hôm nay và ủng hộ những lời gọi là góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn trong những video sau, và mình sẽ làm những thủ thuật hay hơn nếu anh em ủng hộ trên kênh này. Ok, bây giờ mình bye bye anh em. Chúc anh em thành công.